ui nhìn kìa, ui nó đi ra, cẩn thận, lùi lại, nó ra, nó đi mình đấy. Ui mọi người nhìn kìa, sao đấy nó đang gặp hò kia kìa. Động quả thằng bé nó xuyện sớm lắm. Ui trời đang nắng như này nó ra tắm nắng rồi, ơi nó ra tắm nắng đấy. Ui bảo nó nhìn mình luôn em ơi. Đứng yên. Ui anh em ơi, anh em ơi, nó ra nó tắm nắng. Ui rồi, kéo vào xem nào. Vào bên trong xem nào. Nó vừa nhảy vào đấy, nó vừa vào đấy Hiếu ơi. Chưa rồi. Đập quả đấy là vỡ đầu luôn rồi còn gì nữa. Thì chúng rồi sao đấy? Thì chúng rồi, em nhìn thấy chúng rồi mà. Ui, thấy nó không? Ui, nó vừa đây mà. Chẳng có là khi nào nó vừa như thế này không? Không thấy luôn. Ở trong sâu, trong nước góc đấy. Qua trong đây vừa bị dơ, bị nốt, nó bị cháy, cháy luôn rồi. Ui, khéo nó bay lên nóc nhà rồi. Nó hợp thế chưa? Ui, khéo nó lên nóc nhà rồi, ở trong đấy không có. Không thấy luôn, không biết nó đi ở đâu rồi. Con bị thương rồi, nhưng mà con này nó vừa chưa có gì cơ mà con tàn máu rồi. Tàn máu á? Ừ. Chạy đập vào đầu nó còn gì nữa, ra máu còn gì nữa. Nhưng mà có khi nào mà đập vào đầu nó nhảy phát lên trên này luôn không? Hả? Ơi trên này này. Ê, không, nó vừa lại nó chỉ so cho này thôi. Ôi, to lắm rồi, nó vừa đập lại sao ấy. Ôi. Ui, ui, kéo nó lên cái đường này rồi mọi người ơi. Cái này đúng là cái đường này nó ra rồi. Nó ra? Ừ, cái đường này đúng là cái đường của nó ra rồi. Ui, ui, ở trên cao này. Ui, 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 băng đây xong mà. Ui, 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 máu sao này kìa. Ui, ui, sao đây rồi? Sao? Đi ôi mẹ ơi, ui ôi, cái gì đấy? Đừng nói. Anh vừa đập à? Không, anh đập đâu? Thế sao cái gì đấy? Bàn tay của em ơi. Cái gì mà nó di chuyển cơ? Ôi bà coi bàn tay không, bàn tay không, tối không, cái gì không, bàn tay không? Ui gì cơ? Sao lại gần như ta không? Ui nó cái gì mà nó cứ di chuyển hết, đỏ lừa luôn. Đỏ lừa? Ừ. Cái gì? Ui không biết đâu, cái gì chứ nào? Quỷ ơi, bàn tay quỷ ơi. Ôi, mũi máu rồi, mũi máu rồi. Bàn tay máu, đây bàn tay máu rồi. Quỷ đấy. Quỷ á. Bàn tay quỷ em ơi, con cái tay của con quỷ vừa to ra cửa này. Cái con mặt đỏ đấy hả? Ừ, mặt đỏ ấy. Ui rồi. Nó chân nữa. Ui, nhìn nó kìa. Ui, sao rồi? Chặt nó đi thôi. Ui, mà chặt cái bàn tay này của nó là nó không còn chạy nữa. Làm chủ không bắt đầu thôi. Ui. Có nhớ có những cái bàn tay mà nó cứ không có nắp một cánh tay mà nó chỉ có bàn tay mà nó chạy. Ừ. chạy không? Cái này còn nhớ cho chỗ cố đi. Ui cẩn thận nó chạy. Ừ. Ra nó lôi cổ mình xuống đấy. Thì nó lại sai. Ui nhìn kìa. Ui nhìn được vào đâu rồi. Ui đừng vào. Thấy chưa? Chạy đi. Ui nó biết bỏ đấy, nó nhìn nó bỏ kìa, nó bỏ. Ui sao? Ui nhìn nó bỏ kìa, nó bỏ. Bàn tay hai bàn tay luôn. Cái bàn tay nó cũng mình chặn vào cái nó ăn thịt luôn. Ui nó ra kìa. Kìa. Ui bây giờ dùng chúi robot nhỉ. Lôi nó ra đi, Em sẽ để sao máu không đâu. Cẩn thận, nó lôi vào đấy, Không máu. Không máu à? Ừ. Ui sao lại không có máu, đỏ lừ mà. Ui thì đúng bàn tay quỷ rồi mọi người ơi. Ui máu đâu? Không có máu. Ui bảo kinh lắm. Ui đúng bàn tay của quỷ rồi mọi người ơi. Ui giống như con hồ hổ mang ấy. Nghe anh. Ui nó ra. Thấy chưa?
mấy phát một con quỷ chúa mới ra em ơi. Ui, cái đầu cái bàn tay của nó đấy mọi người ơi, nhìn kia. Ui, nhìn cái đầu của nó mọi người ơi, ui, nhìn nó, nhìn kia. Trong người ơi, nó không thể ra được. Mày, nếu có khi nào trong đấy nó còn có một cái hộ ổ nữa không? Tay! Ui, trúng rồi mọi người, trúng đầu rồi. Nó lại nó ra sao được? Bắt thôi. Ui, nó cứng, đầu nó cứng như đá vậy á. Nó đập mà kêu con vậy. Cái tay của nó té nữa. Ui, lại. Con này còn cái tay bị chọc bị thương thôi. Ui, nhìn cái tay nó bò dần ra kìa. Ui, có cái tay nó bò ra kìa đúng không kìa. Ui, nhìn kìa. Ui, nó đi ra, nó cẩn thận, lùi lại. Nó ra, nó tìm mình đi. Ui, mọi người nhìn kìa. Sao đấy? Ui, nó ra kìa. Nhìn mắt nó choáng ấy, đừng nhìn mình thẳng mắt nó. Nhìn mắt anh này. Ui, mắt nó đỏ rồi, choáng rồi. Nhìn xong, dí nó bị hút hồn luôn đấy mọi người ạ. Kìa nhá. Ui, cái tay kia này nó vẩy kìa. Nhìn xem đập vào đâu nhá. Bây giờ nhìn vào nó choáng này. Nó hút hồn đấy. Đâu rồi, bên nào? Ui, bên trái rồi, chúng chưa? Không, bên kia mà. Đây à? Đâu rồi? Bên đấy. Đã! Chưa rồi. Ui, nhìn thấy không đập được nó đâu. Choáng ấy. Choáng thì cũng phải nhìn nó chứ. Thôi. Ê, đấy, đập thẳng. Đập. Dạ! Chưa rồi. Ui, không hề hấn gì nó luôn. Mày! Chú ơi. Mày! Ui chú ơi. Ui chào mày ơi. Ui. Chào mày ơi. Ui chú ơi. Ui chết chắc rồi anh em ơi. Ui. Ui. Đau sọ ơi. Ui nát sọ rồi anh em ơi. Ui lượm xác nó đi ông ơi. Lượm xác nó ra đây thì chú ơi. Con này hôm nay chết rồi, hôm nay lượm xác là cho anh em xem con hồ ly với cái đầu quỷ chúa luôn anh em nhá. Ôi, vào lượm xác nó đi. Xác em ơi, cho anh xem con này. Ui. Này lượm xác luôn. Ôi. Rồi, lượm xác đi. Không thấy đâu rồi. Ui, lượm xác đi. Không thấy đâu. Ui, nó trèo trên đây rồi.